Ngày 19 tháng 9, Công an thị xã Thuận Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác kỹ thuật hình sự cho 115 đồng chí điều tra viên, cán bộ điều tra và các đồng chí đại diện các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận Thành. Trong hai ngày 19 tháng 9 và 20 tháng 9, các học viên lớp bồi dưỡng sẽ được báo cáo viên phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh truyền đạt ba chuyên đề: bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, trọng tâm công tác phát hiện, thu lượm, bảo quản, đánh giá dấu vết, truy nguyên nóng dấu vết, thu trích xuất, bảo quản dữ liệu điện tử, đặt câu hỏi trưng cầu giám định và khai thác thông tin từ dữ liệu điện tử, giám định sơ bộ, nhận diện phương thức thủ đoạn đóng đục lại số khung số máy trên xe mô tô, xe gắn máy và hình dấu chữ ký trên tài liệu hồ sơ xe đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác kỹ thuật hình sự cho điều tra viên cán bộ điều tra và các đồng chí thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thông qua đợt tập huấn nhằm trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác kỹ thuật hình sự ngay từ cơ sở phục vụ có hiệu quả công tác điều tra kết luận xử lý các vụ việc đúng người đúng tội đúng pháp luật